Xin chào các bạn. Nhân dịp Tết Nguyên Đán năm 2024 này, mình xin chúc tất cả các bạn, những bạn nào nhìn thấy cái video này và tất cả mọi người một năm mới thật nhiều hạnh phúc. Những bạn nào đã được hạnh phúc rồi thì càng hạnh phúc hơn nữa. Những bạn nào chưa được hạnh phúc thì sẽ được hạnh phúc và mãi mãi hạnh phúc về sau. Mình chúc tất cả các bạn thật nhiều nụ cười ở trên môi và rất là nhiều những cái tiếng cười giòn tan ở trong căn nhà ấm cúng của các bạn hay bất cứ nơi nào mà bạn sinh sống trên trái đất này. Mình chúc các bạn thật nhiều sự thay đổi để được bình an hơn, để được tốt đẹp hơn và thật nhiều sự may mắn nhé. Và cũng trong cái dịp Tết Nguyên Đán này, mình có một món quà nhỏ cho các bạn là cái lì xì 50% cho tất cả những lớp online và hai lớp Zoom. Lớp hẹn hò tên là Đường Tới Trái Tim Chàng và lớp hôn nhân tên là Hôn Nhân Hạnh Phúc và True Love. Thì như các bạn biết là cái lớp online bạn có thể đăng ký và học ngay, và các bạn có cái hiệu lực là 90 ngày để học những lớp online đó. Còn hai cái lớp Zoom, lớp hẹn hò và lớp hôn nhân đó thì chúng ta sẽ học vào cái dịp ở sau Tết. Và cái thời gian để nhận được cái lì xì nè là tính theo giờ Việt Nam vào ngay lúc giao thừa, có nghĩa rằng 0 giờ 1 phút vào sáng ngày mùng 1 Tết, có nghĩa là ngay cái lúc giao thừa và trong 72 tiếng đồng hồ sau cái thời khắc giao thừa đó, tức là tới hết ngày mùng 3. Và nhớ nè, tính theo giờ Việt Nam nha, cho tất cả những đơn hàng nào mà hoàn tất thanh toán, có nghĩa là để nhận được lì xì bạn phải hoàn tất thanh toán. Thì những cái bạn nào mà học lớp online thì được học ngay lập tức, những bạn nào học lớp Zoom thì sẽ được các bạn trợ lý liên hệ với các bạn, tức là các bạn phải thanh toán hoàn tất. Thì tới cái ngày 17 tháng 2, tức là mùng 8 Tết đó, khi các bạn trợ lý họ làm việc lại, họ sẽ giúp cho các bạn hoàn tất tất cả những cái thủ tục cần thiết để các bạn có thể tham gia hai cái lớp Zoom đó vào sau cái dịp Tết các bạn nha. Rồi, một lần nữa chúc các bạn thật là nhiều điều tốt đẹp trong cái năm mới là năm 2024 này trở đi. Xin chào tất cả các bạn.